Hello, xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Michael. Hôm nay em lên thành phố Cypress có zip code là 77433 để review cho cô chú anh chị một trong những cái khu nhà bán chạy rất là chạy ở thành phố Houston mình luôn. Cypress là một thành phố nằm ở phía northwest của Houston cho những cô chú anh chị nào mà mình chưa biết. Và cái khu nhà này có tên là Marvida. Nó là một trong những cái khu master plan community. Cô chú anh chị nghe thấy cái đó, master plan community là gì? Đó là một trong những cái khu nhà nó có đầy đủ mọi tiện ích luôn. Đó là mình không cần phải đi đâu hết, bởi vì ở đây nó có gì? Hồ nước này, ngay đằng sau Michael này. Cô chú anh chị thấy không? Nó có hồ nước cho con mình chơi này, nó có sân tennis này, nó có khu vui chơi nữa này, rồi nó có mọi thứ luôn, nó có đường đi bộ, có hồ nước đi thoải mái luôn cô chú anh chị. Vậy nên là mình không cần phải đăng ký ở bất kỳ cái phòng tập gym hay đâu hết, ở đây nó có hết trơn rồi. Đây cũng có phòng tập gym luôn nha. Và đặc biệt là gì? Hôm nay á, Michael á, thấy có một cái ông builder rất là may mắn. Ông còn sót lại một trong những cái căn nhà có một cái vị trí cực kỳ tốt luôn. Từ cái căn nhà đó mà đi ra cái khu amenity này này, là khu tiện ích này này, chỉ có 7 phút đi bộ thôi cô chú anh chị, không phải lái xe nha. Đi bộ 7 phút thôi, rất là thuận tiện. Bởi vì để tìm được những căn nhà như thế này rất là khó, thường là người ta vô người ta mua nhanh lắm. Rất là may mắn là ông builder ngày hôm nay có sót lại một căn nhà gần đây anh cô chú anh chị ha. Ông builder ngày hôm nay Michael quay có tên là Tri Coast Home. Ông là một trong những builder xây nhà cũng rất là tốt luôn. Xíu nữa nhớ coi hết cái video của Michael nha. Căn nhà ngày hôm nay á là ông đang cho mình là tới 25.500 đô cho cái tiền. Một là mình trả giá vô trong căn nhà, hai là mình sử dụng để làm tiền closing cost, hoặc là mình mua cái chấm lời của mình cho nó thấp xuống. Ví dụ như mình đang lấy chấm lời là 6.5 thì mình có thể lấy cái tiền đó để mình mua cái chấm lời xuống 5 chấm hay là 4 chấm tùy theo cái người lender. Nhưng nhớ cho Michael nha, là mình phải đi với cái lender của họ nha. Chứ nếu mà mình đi với lender của mình á, thì em sẽ phải hỏi riêng xem là ông có chịu cái số tiền này hay không. Thì bây giờ vào video Michael ha, review thử xem cái căn nhà ngày hôm nay Michael nói nó rất là gần cái khu vực tiện ích này này. Nó có thực sự đẹp không nha? Michael quay cái khu này là cái khu tiện ích của nó này. Thì trước khi mình vô cái nhà thì mình coi nó trước ha, tại vì cái khu này nó rất là giá trị cho mình luôn. Ví dụ như đây là cái dòng sông Lười này, mình có thể là mình cho con mình tới đây chơi. Nó có những cái chỗ để mình trượt nước cho con mình này. Rồi đằng xa kia cô chú anh chị thấy cái nhà đó không? Cái đó là cái khu phòng tập gym nha. Có nghĩa là mình không cần phải đăng ký ở đâu hết á. Mình mua cái nhà trong này, mình đóng cái tiền phí, tiền HOA là tiền hoa đó, là mình có thể được cầm một cái thẻ nha. Không phải ai cũng được vô đây đâu cô chú anh chị. Chỉ có những người sống ở trong cư dân trong khu này, mua nhà trong đây đứng tên, cầm cái thẻ đó ra đây thì mới được vô đây sử dụng nha. Nên là mình cũng không phải lo lắng. Ví dụ như có cái ông hàng xóm ở cái khu khác chạy qua đây ông chơi thì không có đâu. Có thẻ thì mới được vô đây chơi thôi. Và rất là rộng lớn luôn này. Nguyên cái khu mà dòng sông Lười này chơi thôi là cũng đã rất là đủ rồi. Mà chưa hết, ở đây nó còn có cái khu vực hoạt động ngoài trời cho con mình này. Giống như là trèo lên trèo xuống này, rồi ở chỗ kia là chơi này. Rồi có cái sân tennis đằng xa kia, có những cái người khách người ta đang cư dân trong đây, người ta đang chơi ở trong đây nữa. Rồi đây là cái khu vực mà giống như là để cho các bé kiểu giống như là nước nó phun ra để cho con mình chơi ở đây luôn. Rất là thoáng luôn nha cô chú anh chị, cái khu này rất là thoáng luôn ạ. Buổi sáng bây giờ Michael đang đứng là khoảng cỡ 11:30 thì đứng ở đây thì cảm thấy rất là thích luôn. Và đằng xa kia có những cái nhà nó đang được xây dựng này, rất là thuận tiện cho mình đi lại. Cái nhà này đang xây là cái view nó ra cái lake luôn. Rồi ok, bây giờ mình đi vô cái căn nhà với Michael nha. Đây này cô chú anh chị ơi, cái nhà mà Michael đang đứng á, thì từ cái chỗ này đang đứng ha, thì Michael zoom lên cho coi nha. Thì cô chú anh chị thấy mấy cái đèn nhỏ nhỏ này không đó, mấy cái cây cột đen đen này nè. Đó là cái khu tiện ích mà Michael nãy mới quay đó. Có nghĩa là từ đây mà cô chú anh chị đi ra đó, chỉ cần đi bộ thôi chứ không cần lái xe nữa. Rất là thuận tiện cho mình luôn nha. Và đây là cái section này trong cái khu Marvida á, là có nhiều section. Thì cái section này là chỉ có ông Tri Coast ông xây thôi. Nên là cô chú anh chị sẽ thấy là phong cách xây của ông này á, rất là đẹp. Ví dụ như căn này nó giống y chang cái model luôn. Cái model home của nó là cái phong cách xây cũng như thế này luôn nha. Nó có stucco này, nó có gạch, nó có đá này, làm cho cái nhà nhìn sang lắm cô chú anh chị. Mà đặc biệt là những cái nhà này thì cái đằng sau của nó là cái lake. Nên là cô chú anh chị sẽ thấy những cái đường viền, những cái hàng rào của nó là màu đen, thanh sắt đen thay vì là những cái hàng rào gỗ. Thì đằng sau nó là lake view mà những cái nhà này nó đã bán hết rồi. Rồi bây giờ mình có mua thì cũng không mua được nữa. Thí dụ như cái miếng đất này cũng vậy này. Cái miếng đất này là corner lot, cũng đã ghi là bán rồi này. Cô chú anh chị thấy chưa?
Thế các bạn nó ghi là bán nè, tức là tương lai chắc nó sẽ xây một cái nhà nào đó ở đây lên, mà nó đã bán sẵn là những cái corner lot hoặc là những cái lake view bao giờ vô cũng mua bán rất là nhanh. Đây cái căn nhà mà ngày hôm nay Michael muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đây. Đây nó còn xây nhiều lắm, xây này, thấy không, những cái căn nhà này cũng đang xây dựng luôn này, đối diện cái nhà mà hôm nay Michael review đó. Căn nhà này là của ông builder là Tricoast Homes, đang available, là đang còn có thể mua được nha. Đây căn nhà ngày này hôm nay đây đó, của chú anh chị thấy không, cái bên tay trái này của ông nha, ông xài toàn đá thôi, và mặt đằng trước của ông là không có gạch luôn, của chú anh chị nhìn đi, không có gạch, nó chỉ có đá này, cái này là đá này. Rồi bên phải này cái chỗ gara thì ông xài stucco, đây là một cái chất liệu mà những cái nhà hiện đại hoặc là nhà mắc tiền họ hay sử dụng. Đây là stucco nha, ví dụ cái nhà bên cạnh này cũng vậy này, nó xài stucco này. À, bên hông của nó thì là gạch, bên hông của nó thì là gạch, nhưng cái chỗ này là đá này, có chú anh chị này zoom lên cho coi này, thì cái sự khác nhau không, cái này là đá gạch nha, cái này là đá này, đá thì bao giờ cũng sẽ mắc hơn nha cô chú anh chị. Và đây căn nhà ngày hôm nay Michael muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đã đang bán giá là 400.990 đồng ha. Và căn nhà này á, nó đã có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, nó rộng khoảng 2.000 square feet và nó là nhà trệt không phải nhà lầu nha. Khu nhà này thì hiện tại thuế đang đóng là khoảng cỡ 3.2%, và nếu mà mình xin giảm xuống á, thì nó khoảng còn cỡ 2.5-2.6. Bởi vì khu này là khu nhà mới nên chắc chắn rồi nó sẽ thuế nó sẽ bao giờ cũng cao hơn hết. Và tiền hoa ở đây là khoảng 1.300 đồng một năm cô chú anh chị. Đó là những cái thông tin chính về căn nhà này. À, bây giờ vào bên trong mình coi thử nha. Đấy, cái bên cạnh nó là cái chỗ cái corner lot này, nó chưa có xây lên, chắc tương lai là cũng sẽ xây sớm thôi. Đây mình cậu dẫn vô vào bên trong mình coi nó ha. Cái căn nhà này thì chung là rất là chất lượng. Ví dụ người ta xây này gạch, thường có mấy cái builder khác xây chỗ này sẽ là gỗ thôi cô chú anh chị, nhưng đây là người ta xài gạch luôn ha. Ngay cả cái cửa của nó khi mình bước vô nó sẽ là cửa 8 feet, tức là cái cửa nó cao hơn cửa tiêu chuẩn bây giờ nó sẽ khoảng 6 feet 8, nhưng mà những cái ông builder này ông muốn làm cho cái nhà ông sang hơn thì ông làm cái cửa nó cao lên cao thoáng là 8 feet, và nó cũng đã có upgrade rồi nên mình sẽ thấy nó có cái kính. Thì để Michael sẽ giới thiệu một xíu cái cách mà cái nhà này họ đi ha. Nhà này có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm đúng không ạ? Thì bên tay trái này sẽ có 2 phòng ngủ đầu tiên, và nó có một cái nhà tắm xe chung, hai cái. Đi vô trong bên tay trái sẽ là khu vực bếp. Bên tay phải này sẽ có là cái gara, một cái phòng ngủ, và nó có riêng cái phòng tắm của nó. Tại vì nó có tới 3 phòng tắm mà, nên sẽ có một phòng ngủ, nó có phòng tắm riêng của nó. Thì là bên tay phải này luôn. Và đi sâu vô bên trong nữa, bên tay phải sẽ là phòng master bedroom. À, thì có nghĩa là 2 phòng bên này và 2 phòng bên này. À, thì bây giờ trước tiên mình sẽ review là cái 2 cái phòng nhỏ này trước. Nhưng mà để thấy được đó là gì, và khi mình bước vô trong cái nhà là cái trần nhà này nó cao phải hơn 10 feet nữa của chú anh chị. Tức là cái cảm giác của mình bước vô nó khá là thoáng. Và có một cái đặc điểm là gì, nhiều cô chú anh chị sợ phong thủy thì cái nhà này cửa trước cửa sau không có thông nhau nhé. Nó sẽ thông ngay cái chỗ cái cửa kính, cái cửa sổ đằng sau này này, chứ không phải là cái cửa bên hông. Bên hông là cái cửa sau, bên này là cái cửa chính này. À, thì trước tiên mình sẽ coi cái hai cái phòng này trước ha. Cái phòng đầu tiên là bên tay trái này. Thì Michael không cần bật quạt luôn nha, không cần bật đèn luôn, mà cô chú anh chị thấy nó sáng không? Nên tại sao cái phòng đằng trước á, mà nó có tới 2 cái cửa sổ, bao giờ nó cũng sẽ rất là nhiều ánh nắng luôn. Và đặc biệt là em sẽ thích cái phòng này lắm bởi vì là nó rất là sáng. À, thì cái view này nó sẽ ra ngay đằng trước cho mình luôn này. À, cái phòng này thì trần nhà bên trong nó thì cũng cao y chang luôn. Bước vô cái phòng cực kỳ là thoáng. À, thì Michael nghĩ là cái phòng này là cô chú anh chị sẽ để cái giường queen ở đây này. Để, tại vì mình có 2 cái tổ ổ cắm ở đây thì mình để cái tủ đầu giường. Thì để giường queen là đẹp luôn. À, nếu mà mình có con thì mình để cho bé ở phòng này là ok. Đây là cái khu tủ quần áo này. Cái tủ quần áo này nó sẽ có tới cái tủ quần áo này thường của chú anh chị nhớ mà của review nó thường nó chỉ có một cái thanh thôi, nó chỉ có một cái thanh ngang qua thôi, còn đây nó có tới tận 3 thanh lận, 1, 2, 3 khu vực cho mình để đồ quần áo, áo này, quần jean này, rồi thí dụ như áo sơ mi. Thấy đã chưa, mà trên này nha nó còn làm cho mình một cái kệ nữa để cho mình để thêm đồ đi đứng này, trên này cũng có luôn nha, mà trên kia cũng có luôn. Ví dụ trong trường hợp mình muốn để một cái vali lên trên đó cho nó gọn thì cũng có đồ để được luôn nha.
Ồ thấy đã không? Ồ, tủ quần áo là thấy đã rồi đấy nha. Và đặc biệt một cái nữa là cô chú anh chị nhìn cho Michael đi. Thường là những cái nhà khác á, nó chỉ là cái tay cầm tròn, thậm chí Perry Home luôn nha. Ông chỉ xài cái tay cầm tròn thôi, nhưng ông này á là ông đi hết tất cả cái nhà này luôn, là tay cầm này, là tay cầm upgrade nha cô chú anh chị. Loại này là phải upgrade nó mới cầm được rất là xịn sò như này ha. Và đặc biệt một cái điểm nữa là cô chú anh chị thấy á, đó là gì? Nó có sẵn cái quạt trong phòng luôn. Thường á những cái builder khác là ống chỉ gắn mỗi cái bóng đèn lên thôi, ông sẽ đi trước cái đường dây điện cho mình để mình đi cái quạt sau này, nhưng họ ống không có gắn quạt cho mình đâu nha. Thì cái này ông này ông có sẵn cho mình luôn, thì một cái quạt này cũng phải 150 200 rồi cô chú anh chị, mình có sẵn luôn, thuận tiện luôn ha, đỡ tốn tiền phải mua. Bài tiếp theo mình sẽ đi vô cái nhà tắm của nó này. Nhà tắm của nó đây ha, hai phòng này sẽ chia sẻ cái nhà tắm này đây. À, bên trong thì nó cũng khá là vừa đủ thôi, không có quá rộng đâu nha. Nhưng mà cô chú anh chị thấy cái này là cái gì không? Cho cô chú anh chị coi. Cái builder mà xịn nó khác vậy đó cô chú anh chị. Riêng cái phòng mà nhà tắm này á, ông sẽ đi gặp. Giống như Michael luôn, nó tại sao ông này ông không đi cái loại, cái này nó gọi là Luxury Vinyl Plank, có nghĩa là LVP, là cái loại tốt, chống được nước. Nhưng mà ông không có đưa vô trong nhà tắm, bởi vì không có cái nào tốt bằng gạch hết. Cho dù ông này ông có chống được nước đi chăng nữa thì ông cũng không thể bằng cái loại gạch được. Nên cô chú anh chị thấy không? Ông đưa thẳng, ông làm gạch bên trong này luôn, ông tách riêng ra nha, để cho nó đồng bộ và cho nó đẹp cái nhà và nó chất lượng nó tốt. Nhiều ông khác là ông đưa thẳng cái vinyl đó vào trong rồi đó. Đây là cái khu vực cái sink này. Ồ sink này là đã upgrade rồi nha. Thường nó sẽ là cái loại nhựa màu trắng, cô chú anh chị thấy á. Mà đây là đã upgrade thành đá granite, loại này thì rất là bền luôn, không phải bàn luôn. Nhưng mà thực sự nếu mà về thẩm mỹ á, thì thường trong nhà tắm á, nó nên xài màu trắng thì đẹp hơn. À, thì đây ống xài là granite thôi thì nó được cái này, nó mất cái kia, được cái chất lượng nhưng mà lại không được cái thẩm mỹ. Thì cái này nếu mà màu trắng nó đẹp hơn nhiều. Cả những cái vòi ông cũng đã xài là upgrade rồi, chưa đi đâu, đã loại upgrade hết luôn đó, nước rất là mạnh nha. Trong đây thì mình sẽ có cái khu vực toilet này, và đây là cái khu vực bồn tắm nằm kết hợp với bồn tắm đứng. Thì cái gạch này, cái màu này, thì nó đưa từ cái sàn nhà này nó đưa lên trên cái tường luôn, nên là mình nhìn nó đồng bộ hơn cái phòng tắm này. Chứ thí dụ như mà cô chú anh chị xài màu gạch thế này là một màu mà lên đây là màu khác thì nhìn nó rất là xấu, thì đây là đẹp rồi ha. Đó, ngay cả những cái vòi này nó sẵn loại tốt rồi, cô chú anh chị thấy không? Moen là loại tốt nha, rất là đã. Tôi mua những cái căn nhà này về thì đỡ phải sửa chữa sau này, hay mình làm bất kỳ những cái gì khác upgrade thêm thì nó cũng đã có sẵn thế mình rồi. Tiếp theo mình vào cái phòng số 2 đây. Cái phòng này là cũng đẹp luôn này, nó có sẵn cái quạt cho mình luôn ha. Rồi chỗ này này hay chưa, nó làm đây là một cái kiểu thiết kế nha cô chú anh chị, tức là thay vì á đúng không, nó để nó đi thẳng cái tường qua nhìn nó không có cái chức năng gì hết, thì nó tận dụng được cái diện tích của cái phòng, nó làm cái hõm này vô để mình để sách lên trên này, hoặc là để mình trang trí ví dụ như là cái cây hay là mình để cái gì này cũng được. Hay thiệt đấy. Lần đầu tiên em thấy cái này luôn nha. Ý là thường mấy cái builder khác á, thì em không có thấy đâu. Nhưng riêng cái ông này là em thấy có cái này cũng hay. Thì cái diện tích cái phòng này thì Michael thấy nó cũng vừa phải thôi, được cái trần nhà nó cao, tiếp tiền. Nên là nó thoáng cái phòng. Cái này chỉ có cách là mình để cái giường ở đây thôi, để ở cái chỗ này hoặc là mình để ở cái chỗ đầu giường này. Đó, nhưng cái hướng nào thì cũng được hết. Michael quay nhiều góc để cho cô chú anh chị coi. Đây thêm cái chỗ tủ quần áo này. Xem mà cái tủ này nó có tới 3 cái không nha. Ồ, nó cũng có tới 3 cái luôn. Ồ, xịn thiệt á. Cũng có tới 3 hàng cho mình treo đồ này. Wow. Hôm nay ông cũng chịu upgrade thiệt, nên tại sao cái giá của ông á, cô chú anh chị thấy không? Nếu mình trả xuống á, nó còn xuống được thấp nữa. Nhưng mà cái giá này á, tìm một cái builder khác xây á, không có được upgrade nhiều như này đâu cô chú anh chị. Em đi coi nhiều cái nhà mới biết á, những cái nhà nó không có upgrade gì mấy đâu, nhưng mà nó mắc, tại vì cái khu này nó đẹp nên là nó mới mắc. Thì bên tay phải này á, mình sẽ có một cái khu, nhìn quen không cô chú anh chị, rất là quen luôn ha. Đây là một cái khu giống như là cái chỗ để cho mình ngồi
mình đi giày dép, mình để dép bên dưới những cái hộc này này, và có cái chỗ để mình treo chìa khóa hay là mình treo quần áo luôn. Cái này là giống như ông Perry Home á, hầu như nhà ông Perry Home bao giờ không có cái khu vực này hết. Ông này giấy lấy cái cách này luôn. Và ông còn có thêm một cái chỗ nhỏ nhỏ xinh xinh này để ví dụ mình để những cái đồ mình thích này. Bây giờ mình đi ra gara mình coi nha. Gara đây á, thì họ là gara hai cửa, một cửa nhưng mà là hai xe. Thì ông có sẵn cho mình cái mở gara rồi này, có hệ thống tưới cỏ luôn nha. Đây là một trong những cái Michael đánh giá rất là cao, là có hệ thống tưới cỏ luôn. Cái này cũng mắc tiền lắm, thường mà cô chú anh chị mà coi Long Lake á, là bao giờ ông có cái này hết. Thì ông này cũng có luôn là tốt nha. Đó, và cái một cái điểm là cái water heater của nó thì sẽ nằm ở trên cái gara này nha. Thì là một cái điểm cô chú lưu ý cho Michael ha. Tiếp theo ha, mình sẽ đi vô cái bên trong. Bên trong này thì thôi rồi, cái chỗ này là cái chỗ ăn tiền của chú anh chị. Cái chỗ ăn tiền của công builder này này. Trời ơi, cái trần nhà của chú anh chị thì đẹp, dễ sợ. Nó rất là sáng luôn á. Có nghĩa là, này, em đếm cửa sổ cho nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái cửa sổ. Mua một cái phòng khách này thôi mà là 9 cái cửa sổ. Mà thêm cái trần nhà nó cao nữa này. Không, cái chỗ này em nghĩ nó phải tầm cái này mà 10 feet á, cái chỗ này mà 10 feet thì cái chỗ này em nghĩ nó phải 14 15 feet. Cao thực sự luôn. Nó làm cho cái khu vực này nó thoáng cực kỳ. Thì đây, chưa nói đến cái bếp nữa nha. Đây là cái bếp. Cái bếp này á là cô chú đi thấy giống ông Perry Home không? Cũng có một cái hình vuông. Vuông góc này nha, là phong thủy luôn nha, là cái chỗ rửa và cái chỗ nấu là không có đối nhau. Cũng là một cái island ở giữa, bởi vì thực sự cái chỗ này á, mà không có cái island á, thì cái chỗ này nó quá thoáng đi. Thì nhìn nó bị trống, nên thành ra ống làm thêm cái island này để mà để đồ ăn trên này cũng rất là ok. Đó, tủ cabinet cũng đầy đủ luôn, có hai bên này. Thì cô chú anh chị biết không, thậm chí cái chỗ này là cái để tủ lạnh nha. Thường á, mà đi mua những builder khác mà cô chú anh chị gắn cái cabinet này, cái tủ này này lên trên cái đầu này thôi nhá, cũng mất tiền đó nha. Chứ không phải không đâu nha. Thường nó không có đâu, nếu có là phải upgrade thêm. Mà đây là ông cũng có sẵn cho mình rồi. Ông đã có sẵn cái microwave, lò nướng, rồi cái bếp cho mình luôn. Rồi máy rửa chén thì nằm bên phía này. Và cái em rất là thích đó là cái phong cách ông xây cái tủ này màu trắng, đi một cái tông rất là sáng cái nhà. À, đây chỗ này là cái khu vực pantry này. Coi thử coi, chỗ để đồ, tủ đồ khô đó. Thấy không? Rất là ok luôn, mình quắc đi vô trong luôn nha. Đây là cái khu này là sẽ là cái bếp mới. Cái back glass của nó đi cũng đẹp lắm luôn chú anh chị, thấy không? Back glass đi màu trắng, cái loại này là cái loại phổ thông, thường là người ta cũng hay xài cái loại này lắm cho nó sạch, nó bóng, nó dễ vệ sinh. Đây sẽ là bốn cái ô để mình nấu này. Cái loại này thì là loại thường thôi chứ không phải upgrade đâu. Đây là có cái lò nướng này, rồi trên này sẽ là cái microwave mới toàn luôn này. Cô chú anh chị biết nó thiếu cái gì không? Nếu mà đúng là nha, mình về mình làm, mình làm cái tay cầm nữa cho nó đẹp. Ví dụ mình cầm mình mở này khó chịu lắm, mình có cái tay cầm nó dễ hơn, đúng không? Thí dụ giờ nó làm cái viền này á đẹp, nó giữ cho cái nhà này đẹp, nhưng mà không có thò tay dưới phải mở bên hông. Thì nếu mình có cái tay cầm á, thì cầm nó sẽ đẹp hơn. Trong tủ cũng bự này, nhưng mà mình muốn để rất là nhiều đồ luôn ha. Rồi chỗ sinh này thì nó xài là single bowl. Cái loại này thì giờ phổ biến lắm. Thì cái loại này nó vừa đẹp vừa sang cái nhà mình rất là nhiều. Không, cái chiều sâu của nó này coi như là nửa cánh tay của Michael luôn rồi đó. Cái vòi này là mình có thể kéo ra kéo vô được. Cái loại này là Moen, là cái thương hiệu này, nó xài hết cái nhà này luôn. Rất là đẹp và là chất lượng tốt nha. Thậm chí là ở cái chỗ island này này, cô chú anh chị theo họ còn có cái tủ cho mình để dưới này này. Mình có rất là nhiều khu vực để mình để đồ luôn. Ngăn kéo có sẵn luôn này. Và ngay cả cái countertop của nó xài cũng đẹp nữa cô chú anh chị. Thấy không? Cái độ dày của nó rất là tốt, nó làm cho bên ngoài nhìn nó sang hơn rất là nhiều, nó chắc chắn hơn nhiều luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ trước khi mình vào phòng khách lần nữa
Thì đang tiện đây là sẽ review cái khu vực cái phòng ngủ mà nó có cái nhà tắm của nó ha. Bên ngay cạnh nó luôn nó sẽ là cái khu vực laundry này, thấy không? Cái laundry này, cô chú anh chị thấy cái gì không? Đó chính là cái gạch này này, cái gạch này giống như cái thời Đông Dương á, mà người ta cái thời xưa người ta hay xài cái loại gạch này rất là đẹp. Loại này là phải upgrade nha, chứ thường là cái loại trong nhà tắm nãy mà Michael quay thì loại đó nó là loại thường thôi, loại này là loại upgrade này. Loại này đẹp hơn rất là nhiều, nó mang cái tính thẩm mỹ cao. Cái phòng này thì quá bự rồi nè. Mày còn đi vô trong nè, thấy không, đứng được thoải mái luôn. Có một cái khu vực để thanh ngang để đầu cho mình luôn này. Rồi tiếp theo, chỗ cái nhà phòng này đi. Cái phòng này là em thích lắm này, nó có cái nhà tắm riêng của nó. Đây là cái nhà tắm mà Michael muốn nói tới đây, cái phòng này của nó này. Nó có cái tủ quần áo ở đây và cái nhà tắm của nó nằm ở trong kia luôn ha. Cái nhà này á, nó, cái phòng này xin lỗi cô chú chị, nó có một cái điểm là gì? Bởi vì á, khi mà nó sử dụng cái không gian bên tay phải này của nó để làm cái nhà tắm ấy, thành ra là cái phòng nó cảm giác nó nhỏ hơn. Tức mình đi vô á, thì chỉ có cách duy nhất á, là cô chú chị để là một là để cái giường ở ngay đây, ngay chỗ này luôn. Hai là để Michael đứng cái góc này đi. Hai là mình để cái góc đó thôi. Thì là nó sẽ có một cái điểm yếu là cái giường mình phải để sát ra bên ngoài này để cái tủ kia có thể mở được. Đó là cái điểm yếu của cái phòng này, em thấy là nó có cái diện tích nó hơi bị lạ một chút. Và đây sẽ là cái khu vực cái quạt này, thấy không? Có sẵn hết cho mình luôn. Này mở ra thử này, xem nó chiếm diện tích bao nhiêu nha. Đấy, nó cũng sử dụng là loại ba cái hàng để cho mình để đầu luôn này. Có nghĩa là nếu mà cô chú chị để giường ở phía này á, thì cái giường mình sẽ để ra tới chỗ này thôi. Thì em nghĩ là để được cái giường queen đó, dư sức để được luôn. Nhưng mình để cái góc này là ok rồi này, mở cửa ra là mình vẫn mở được. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái nhà tắm. Đây, nó có chừa ra cái không gian này để làm một cái nhà tắm này riêng cho cái phòng này luôn. Cũng countertop là nó cũng đã đi theo upgrade lên đá granite luôn này. Rồi vòi nó cũng đẹp. Nhưng mà cái gạch bên trong này, cô chú anh chị thấy không? Cái gạch bên trong này nó lại làm sáng hơn. Cái gạch là cái phòng đầu tiên, cái nhà tắm đầu tiên nó làm tối để cho nó phù hợp với cái màu của cái sàn nhà là cái LVP đó. Còn cái loại bên trong này rồi vì nó tắt ra rồi nên là nó xài cái loại này nó sáng cái nhà hơn. Nó sáng cái phòng tắm hơn này, thấy không? Nó có khu vực bồn tắm nằm với đứng, rồi cái toilet luôn. Cái gạch này nó cũng đưa lên trên tường luôn ha. Công nhận ông này ông làm là đúng là tiêu chuẩn đó cô chú anh chị. Làm đàng hoàng lắm, bên trong là phải xài gạch là đúng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra cái khu phòng khách và cái phòng master bedroom ha. Thì cái bếp này lần nữa nè. Cái thoáng cái chỗ này nó cực kỳ là thoáng luôn. Nhìn cái trần nhà là muốn ngước cổ lên luôn á. Khu này thì cô chú anh chị có hai cách để em đứng cái góc này em giải thích cho một xíu để cho mình có thể có cái ý tưởng. Cái khu này mình có thể để bàn, để mình ghế xuống đây này, để ghế xuống đây mình có thể ngồi được 4 đến 5 người. Cái chỗ này không nổi nha. Nếu mà mình muốn có khách tới chơi thì mình có thể để thêm một cái bàn ở ngay chỗ này luôn. Rồi cái sofa thì mình để cái góc này để mình coi tivi lên đây. Đấy thì cái không gian này mình có thể để được hai thứ. Một là đồ ăn ở đó, hai là cái góc này. Cái ba là sofa là cái góc này, có nghĩa là mình có ba khu vực ăn gia đình, ăn bạn bè ở dining room ở đây và chỗ đó là cái sofa để mình coi tivi. Thì đủ ba cái khu vực cho mình luôn. Tiếp theo ha, mình vô cái phòng master bedroom. Cái nhà này nó có một cái điểm là nếu mà cái cửa này này cô chú anh chị, cửa này nó là 6 feet 8. Nếu mà nó kéo lên 8 feet á, thì nó đẹp rất là nhiều. Cái nhà này còn đẹp nữa cơ. Tiếc quá ha, cái này 6 feet 8 thôi, chứ không phải 8 feet. Mà chắc lên tới 400 mấy là có thể lên 8 feet đã cô chú anh chị. Rồi đây là cái phòng master này, có 3 cái cửa sổ luôn nha. Rất là sáng. Bây giờ Michael thử tắt cái đèn đi ha. Để cái đèn thì có mỗi cái đèn ở chỗ này thôi, tắt thử đi ha. Thấy không? Vẫn sáng trưng như thường. Chỗ này là mình để cái giường king được rồi này, thấy không? Người ta để hai cái tủ, hai cái ổ cắm ở đây cho mình để cái giường king ở đây luôn. Cái phòng này rộng lắm mà vuông vức nữa chứ. Mình có thể để cái tủ ở đó, xong rồi cái tủ nhỏ, xong mình để cái tivi lên bên trên.
mình không cần phải khoan tường đâu, để đỡ mất thời gian, với lại là nó xấu cái nhà của mình. Rồi đây là khu vực phòng tắm này, double door luôn này. Khi mà nó xài double door đẹp rất là nhiều nha. Rồi bên trong này sẽ là khu vực hai cái sinh. Rồi cái sàn nhà là gạch đẹp này, thấy không? Cái loại này là Perry Home hay xài, hoặc là ông Long Lake cũng hay xài. Bên này sẽ là một cái bồn tắm đứng bự cực kỳ luôn, bồn tắm nằm, cái tủ quần áo và cái toilet. Thì trước tiên là mình coi cái này đi, của chú anh chị thấy không, cái sinh này nó bự thiệt luôn á, không cái chiều dài của nó này nó dư sức để cho mình thoải mái luôn. Không, cái này mà mình đi cái viền của cái kính vô nữa là cực kỳ đẹp. Ngay cả cái countertop này nó đầu tư ghê á ta. Cái trong hai cái phòng nhỏ thì nó xài đá granite, nhưng mà cái phòng master này là nó upgrade theo đúng cái countertop của cái nhà bếp luôn, cũng y chang vậy luôn. Trời ơi, cái loại này cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị, cực kỳ đẹp luôn á. Mà cái độ dày của nó này, nhìn với cái nhà cái countertop nó sang hẳn luôn á. Cái phòng nhà tắm bên này sẽ là cái bồn tắm đứng này và bồn tắm nằm. Thì cái bồn tắm đứng này cũng rộng chà bá luôn. Wow, cái nhà nó đầu tư dễ sợ thiệt. Cái nhà tắm master này mà cổ thấy rất là đẹp luôn á. Nó đi cái sàn gạch này lên trên tường luôn, rồi đi lên cái bên hông của cái bồn tắm nằm luôn này. Thì thường những cái chỗ khác nó xài nhựa cái chỗ bồn tắm nằm này thôi, đây nó đưa gạch lên đẹp lắm. Rồi đi vô trong cái bồn tắm đứng này đi. Wow, cái này là nó có cái chỗ ngồi cho mình luôn này, thấy không? Đi cái đá giống cái sinh luôn. Ô, công nhận đẹp thiệt ạ. Cái đẹp nhất em nghĩ là đây là cái nhà bồn tắm đứng này này. Rồi bên dưới này nó cũng đi cái gạch đẹp luôn này, thấy không? Có nhiều cái builder khác mà xây dỏm á, ống sẽ xài nhựa nha cô chú anh chị, sẽ là một cái bồn nhựa. Đây là đi gạch luôn này. Rồi tiếp theo á, là cái chỗ bồn tắm nằm đây. Oh. Thường á nha, cô chú chị để ý cho Michael á, là thường cái bồn tắm đứng nó sẽ nhỏ. Tại vì nếu mà nó sử dụng cả bồn tắm nằm và bồn tắm đứng á, thì thường bồn tắm đứng nó sẽ nhỏ. Nhưng ở đây là cái bồn tắm đứng nó còn bự nữa chứ, nó cũng bự luôn. Đây là bồn tắm nằm này, bồn rất là sâu luôn ha. Mình sử dụng nước này. Nói chung là mấy cái đồ mà tốt thì mình xài cái cầm vô nó đã lắm. Rồi bên này sẽ có một cái chỗ tủ để cho mình có thể để xếp khăn quần áo gì ở trên này cũng được. Và khu vực này là khu vực toilet. Mà bên này sẽ là cái khu vực tủ quần áo bự cực kỳ. Đây này, nó có tới 5 hàng để đồ. 1, 2, 3, 4, 5. Mà đi vô trong nó cũng sâu nữa này. Cô chú anh chị nào mà mình có nhiều đồ á, thì cái phòng này thì tuyệt vời luôn rồi. Thì đã không? Phòng cực kỳ rộng luôn. Những cái nhà tắm này Michael đánh giá cao lắm luôn á. Quá đẹp. Rất là sáng, rất là đẹp luôn. Ok, giờ mình đi ra cái đằng sau đi ha. Đóng cửa lại cho. Bây giờ đi đằng sau này, sáng thiệt không nhận, cái nhà mà nó nhiều cửa sổ đã. Có cái patio luôn. Đằng sau hiện tại của mình thì chưa có người hàng xóm nào hết, chắc tương lai sẽ có, tại vì nó sẽ xây lên tiếp. Đây cô chú anh chị nhìn thấy không, từ cái chỗ này mà đi ra cái fence này, cái hàng rào này, thì Michael thấy nó vừa phải cái đất nha, không quá bự. Mình đỡ phải cắt cỏ nhiều. Cái đất nhà này Michael đoán nó khoảng cỡ 6.000, 6.200 tầm đó, rất là vuông vức nha. Và đây nó có sẵn cái patio cho mình luôn này, mà cái patio nó còn có quạt luôn nha. Ông này chịu đầu tư cái quạt ghê á, đây có quạt sẵn cho mình luôn. Đỡ phải làm. Không, cái chỗ này là cô chú anh chị có thể để bàn ngoài đây, nếu mà mình muốn ăn barbecue ở bên ngoài có thể ngồi được 10 người nha. Đất rất là vuông luôn. Đằng sau hiện tại là nó không có người hàng xóm, nó chỉ là đất thôi. Còn tương lai là sẽ có nhé. Cái ông builder này là Tricos Home của chú anh chị nha.
thì ông xây nhà thấy làm sao? Lần đầu tiên Michael quay thì Michael thấy căn nhà này ông xây rất là tốt. Thứ nhất là cái countertop trong nhà tắm nhỏ của ông đã upgrade thành đá granite rồi, là đã tốt rồi này. Cái sàn của ông là trong nhà tắm ông đi gạch nha, chứ không phải là ông đi vinyl vô đâu. Tại vì vinyl không thể nào chịu nổi nước bằng gạch đâu cô chú anh chị. Nên lưu ý khi đi mua nhà, mình thấy bên trong nhà tắm nó là xài vinyl á, thì mình nếu mà là nhà mắc tiền nha, mình phải cần phải cân nhắc lại. Còn nếu mà nhà nó rẻ thì thôi phải chịu thôi, tại vì được cái này mất cái kia. Đã vậy cái nhà này nó được có tới 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. À, mình sẽ không bị đụng chạm nhau khi mình sử dụng, mình ở đông người đúng không? Tại vì nó nếu mà hai phòng thì nhiều khi những cái giờ cao điểm á mình sử dụng nhiều á thì nhiều khi bị đụng chạm. Nhưng được có tới 3 phòng tắm là mình sử dụng được luôn. Và hiện tại ông đang cho mình tới 25.500 đô cho cái tiền mà mình có thể sử dụng để giảm cái giá nhà xuống hoặc là mình để làm việc khác. Và thậm chí nếu mà Michael cố gắng có thể trả giá thêm cho cô chú anh chị nhé. Và được một cái cuối cùng là gì? Nó rất là thuận tiện đi ra cái chỗ khu tiện ích ở đây. Mình không cần phải lái xe, mình chỉ cần đi bộ từ đây ra đó là được rồi. Đây là một trong những cái điểm về sau mà cô chú anh chị có bán nhà. Thì đây là cái mà rất là tiện cho những cái người tiếp theo người ta mua nhà của cô chú anh chị luôn. À, nếu mà mình thích căn nhà này hoặc là mình thích những cái builder khác trong cái khu này. Khu này tên là Marvida ở Cypress. Và zip code là 77433 thì liên lạc với em sẽ dẫn mình đi coi những cái builder khác nữa. Nhưng Tricoast Home là một trong những builder lớn ở trong cái khu này bên cạnh ông Perry Home nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều và hẹn mình ở những video tiếp theo.